Xin chào mọi người đã trở lại với buổi livestream của thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại trước mặt tôi là một vị khách này đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực Harmonic được 1 năm rồi đúng không chị? Vâng ạ. Sau 1 năm thì bây giờ đã đến thời điểm tái khám nên là khách hàng đã quay lại tái khám và được bác sĩ thực hiện siêu âm. Qua thăm khám và siêu âm thì ngực mình đã hoàn toàn ổn định chưa hả chị? Vâng. Có bất thường hay là vấn đề gì không ạ? Không có vấn đề gì. Vâng, bác sĩ đánh giá là ổn đúng không ạ? Không ạ. Vâng, thế chị có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng ngực trước của mình được không ạ? Tình trạng trước của mình là bị xa trễ độ 2. À, mình có bị xa trễ ạ? Teo tuyến teo tuyến sữa đấy ạ. Vậy là mình đã kết hợp mà treo xa trễ độ 2 và đặt túi đúng không ạ chị? Vâng, thế cái tình trạng sẹo hiện tại của mình đã ổn chưa ạ? Tình trạng sẹo của mình bây giờ tiêm sau 2 lần tiêm nó mềm rồi. À, nó đã mềm ra ạ? Nó cũng đã mờ dần rồi đúng không chị? Vâng, chị đặt túi gì chị nhỉ? Mình đặt túi Ergonomic. À, nanochip Ergonomic ạ? Chị còn nhớ là mình đặt size bao nhiêu không? Mình đặt size 300 và 320. Vâng, theo đánh giá cái của mình ấy thì bây giờ chị đã cảm thấy là ngực đã mềm chưa? Và còn có hiện tượng xa trễ nữa không hả chị? Mình ngực của mình mềm nhiều rồi, rồi nó về tự nhiên rồi. Vâng. Xa trễ thì do treo độ 2 thế là vẫn còn hơi xa trễ một chút. À, nó sẽ còn độ trễ tự nhiên chứ không phải là cái chảy xệ xuống như kiểu trước đây đúng không ạ? Vâng, hơi trễ chút. Vâng. Và hiện tại mình có hài lòng với kết quả này không hả chị? Hài lòng ạ. Chị có muốn nhắn gửi gì đến cái đội ngũ của thẩm mỹ Dr. Đi và bác sĩ Điền không ạ? Để em chuyển lời cho ạ. Mình cảm ơn bác sĩ Điền và ngũ Dr. Đi rất nhiều ạ. Vâng, em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng khi thực hiện dịch vụ bên em. Và em xin phép dừng livestream ở đây. Chúc chị luôn là xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ hãy để dưới comment nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người ngay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream lần sau ạ.